Bé Bự thân chào các bạn. Hôm nay bé Bự mời các bạn vào bếp cùng đổ bánh ướt tôm hẹ với bé Bự nha. Các bạn thấy bánh ướt có hấp dẫn không nè? Rất là ngon nha, mềm mại mà ngon lắm. Dạ. Yeah. Rồi, bây giờ bé Bự mời các bạn vào bếp nha. Để làm bánh ướt kiểu mới này thì bé Bự cũng có cái công thức bột cũng giống y như vậy. Đó là 120g bột gạo hen, 30g bột năng, 30g bột quýt tạc. Quýt tạc này bé Bự cũng có giới thiệu với các bạn nhiều lần rồi đó. Kỳ này bé Bự sẽ đổ cái kiểu khác. Cái kiểu bánh ướt này thì bé Bự thấy trong chợ người ta cũng có bán. Đó là tôm khô với lại hành. Nhưng mà bé Bự thì không biết sao, chắc tại vì chồng người Trung thành thử ra cái gì cũng thích làm hẹ hơn là hành. Thì mình làm hẹ cũng được, mình làm hành cũng được nha. Thì tôm khô này thì tôm khô mình ăn liền á các bạn, nhưng mà bé Bự ngâm cho nó, ngâm nước sôi cho nó nở ra. Và rồi sau đó rồi mình cũng bỏ trong máy rồi mình chớp sơ nó lại. Trước tiên mình pha bột đi hen để cho bột nó nở nha. Thì bé Bự sẽ cho vô đây là 30g hen, 30g bột quýt tạc, 30g bột năng, nửa muỗng cà phê muối. Rồi bé Bự sẽ cho vô đây là một muỗng canh dầu ăn. Nhưng mà dầu này là bé Bự phi hành đó. Và làm hành phi đó, rồi bé Bự để mình có đổ bánh hay là mình có xào nấu gì cho nó thơm nó ngon. Mình sẽ quậy cái bột với lại cái dầu rồi cho nó hòa quyện lại với nhau hết đi, rồi mình hãy đổ nước nha. Đó. Bé Bự sẽ cho vô đây là một cốc nước lạnh, rồi 1/3 cốc nước lạnh. Bé Bự cũng sẽ để dưới cho các bạn coi là bao nhiêu ml nha. 1 cốc 1/3. Rồi mình sẽ quậy cái này. Cái này nếu mà các bạn muốn, khi mình quậy bột rồi mình lóng, mình cho nó lóng bột rồi mình thay nước đó các bạn. Nhưng mà điều cái này bé Bự đổ luôn ha. Nhưng mà mình trong thời gian mà mình quậy bột trước rồi mình đi làm mấy cái chuyện linh tinh rồi xong rồi sau đó là mình sẽ đổ thôi. Các bạn biết không, mình quậy dầu với lại bột trước á, thành ra cái dầu nó hòa quyện với bột rồi. Bé Bự sẽ cho vô đây là 1 cốc nước sôi nha. Rồi, coi như là phần bột của mình như vậy là đã xong rồi đó. Bây giờ bé Bự sẽ đi đổ cái nước này ra nha. Rồi bé Bự sẽ dùng cái cối này để mà mình chốt sơ nó đi. Tại vì cái tôm khô này hơi to. Rồi, bé Bự thấy vậy là được rồi đó. Rồi cái đến là mình sẽ sắc hẹ nha các bạn. Bây giờ mình sẽ pha cái nước sốt nha các bạn. Thì bé Bự sẽ dùng là 1 muỗng cà phê đường. Thì mình sẽ cho vô đây là 2 muỗng canh nước sôi. 2 muỗng nước sôi đặng mình quậy cái đường này cho nó tan. 2 muỗng canh nước tương nha các bạn. 1 muỗng cà phê dầu mè. Cái này là sa tế. Thường thường mình đi ăn điểm sắm thì nó cho mình 1 hũ nước tương với lại sa tế. Đây, cái này là sa tế của bé Bự làm đi. Nó vừa thôi nghe các bạn, nó không có dầu nhiều. Nó vừa đủ áo, cái tỏi với lại xả thôi. Rồi bây giờ bé Bự sẽ cho vô đây tùy nha. Như vậy là mình có cái nước sốt để mà mình ăn cái bánh ướt rồi hen. Bây giờ thì mình bắt lửa lên rồi mình sẽ hấp thôi hen. Kỳ này bé Bự cũng sẽ đổ trong cái dĩa này luôn. Mình đổ trong cái khuôn cũng được nha các bạn. Nhưng mà bé Bự thấy cái dĩa thì ai cũng có, cho nên bé Bự làm dĩa cho các bạn dễ làm đó. Rồi bây giờ thì mình sẽ cho tôm khô vô nè. Rồi mình sẽ cho hẹ vô nè.
trước khi mình đổ thì mình sẽ thoa khuôn nha các bạn. Mình thoa sơ nó vậy thôi. Rồi mình lấy cái nắp kinh á, mình liêm sơ nó lại. Nước cũng đã sôi rồi thì bé Bự sẽ cho cái khuôn vô. Mình để một chút xíu rồi mình mới đổ nha các bạn. Thì mình thấy cái dĩa nó nóng rồi thì mình sẽ đổ bột vô. Trước khi đổ thì mình quậy nha các bạn. Mình sẽ để 2 phút. 2 minutes counting down. Mình để 2 phút hay là tại vì cái nắp này mình dò mình thấy á, khi mà cái bột á, nó có cái purple lên thì được nha các bạn. Rồi 2 phút đã xong rồi thì mình sẽ lấy bánh ra. Các bạn thấy không? Thấy cái bánh ướt nó làm như là cái bột nó sôi lên vậy đó. Rồi mình lấy bánh ra rồi thì mình sẽ để cái này vô. Đó. Dĩa mà mình đổ chừng qua tới lớp thứ hai thì là mình không có cần phải để dĩa trước như vậy nữa nha các bạn. Mình bỏ dĩa vô là mình đổ luôn ha. Rồi bây giờ là mình lấy cái bánh đầu này ra được rồi đó. Các bạn thấy bánh ướt nó mềm mại ngon không? Dạ, rất là ngon nha. Sẽ lấy cái bánh ra. Qua cái đợt này thì mình cứ lấy rồi mình đổ thôi nha các bạn, không có cần phải chờ cho cái khuôn nó nóng nữa, tại vì nó cũng trên đà nó nóng rồi. Bây giờ bé Bự sẽ cuốn vô thôi. Các bạn thấy không? Dễ lắm, làm ở trong cái dĩa này cũng dễ lắm, chứ không cần trong cái khuôn non stick đâu. Mình chỉ xe vô thôi. Đây. Tại vì mình có 3 cái thì mình không có cần phải lấy ra liền, chứ mà lấy ra liền thì cũng được nha các bạn. Khi mình đổ cái kia thì mình lấy cái này cũng được, nếu mà mình có 2 cái dĩa. Như cái này nè, bé Bự mới lấy ra đó, bây giờ bé Bự sẽ cuốn luôn cho các bạn coi nè. Đó. Mình muốn ăn dày thì mình đổ nhiều một chút, còn hãy mà mình muốn ăn mỏng thì mình đổ mỏng bột một chút vậy thôi. Này, các bạn thấy cái bánh ngon không? Dạ, rất là ngon. Rồi bé Bự sẽ đổ cho tới hết nha. Rồi, cái này là sau cùng. À, sau cùng thành thử ra. Giàu ăn mà khó chịu, thành thử ra cái bột nó hơi ít một chút xíu mà nó hơi mỏng. Nhưng mà không sao. Dạ, đó. Sao các bạn thấy bánh ướt tôm hẹ của bé Bự có hấp dẫn không nè? Rất là mềm mại mà ngon lắm nha các bạn. Đây, đó, các bạn thấy không? Bột nó rất là ngon. Mình muốn ăn cấp tốc mình đổ liền cũng được, không có cần phải để lắng bột nha các bạn. Nếu mà lắng bột thì cũng tốt, mình muốn ăn liền thì mình cứ làm thôi. Rồi bây giờ bé Bự sẽ bắt qua dĩa để mời các bạn nha. Đó. Các bạn thấy bánh ướt của bé Bự có hấp dẫn không nè? Rất là mềm mại mà ngon lắm nha. Bé Bự sắp ra một dĩa này để mời các bạn đi. Bây giờ mình sẽ chan cái nước sốt lên nha, rồi mời các bạn nha. Đó.
Các bạn thấy có giống bánh ướt ở điểm sống không nè? Rồi, bây giờ bé Bự mời các bạn nha. Chúc các bạn thành công. Hẹn gặp các bạn ở cái món ăn kế tiếp. Bé Bự chào.